là anh ơi em lỡ chọc sim nhầm vào lỗ của máy, không biết là có bị làm sao không. Em tìm hiểu thì hình như đấy là lỗ micro, liệu chọc như thế có chết micro không. Thì đây hôm nay em và các bác sẽ cùng mổ xẻ nhé. Và câu trả lời trước cho các bác nào sốt ruột này là yên tâm đi, chọc thoải mái, đừng có đóng đinh vào là được. Cái chọc sim, cái lỗ sim này này, nó thường ở cạnh một cái lỗ gì đấy, có những cái đời thì nó lại nằm ở dưới đít này này, các bác nhìn này. Đấy, đây là máy họ nhà Oppo đây, đây là chọc sim ở đây thì cạnh nó là cái lỗ mic này, thành ra rất nhiều bác chọc nhầm. Nhưng mà các bác nói luôn với các bác là các bác cứ yên tâm đi, vì nếu mà nhầm lẫn mà chết mic nhiều ấy, à chết mic ấy, thì em khẳng định với các bác là các hãng điện thoại bảo hành ốm đòn luôn, nhiều người chọc nhầm lắm. Hello, em chào các bác nha. Chào các anh em, lâu lắm rồi không lên video, tuần này quay một cái video nói chuyện với các bác, không nữa các bác lại bảo em là ui shop này đóng cửa mất rồi, đóng cửa thì lấy gì mà nuôi vợ nuôi con các bác. Thì thực tế ra là hàng bên em ấy vẫn về và đi đều đều nhé, lúc nào cũng sẵn, các bác có nhu cầu thì cứ inbox thôi. Này, Samsung các loại này, S10, S20, Note 10, Note 20 này, đời thấp hơn thì S9 cộng Note 9 này, đấy, đây, S20 này, và thậm chí là cả Pixel này, nhiều lắm các bác. Đây, LG đây, G8 này, Velvet này, V60 này, đây còn một rổ nữa này. Ôi trời ơi, nhìn thế này thôi chứ một rổ máy này nặng lắm đấy các bác. V60 trắng và xanh này, G8 này, V50 này, có cả mấy con LG dòng có V à Q92 này. Em dẹp hết bọn này sang bên nhá, em sẽ làm video chia sẻ với các bác chứ không phải là để bán hàng. Các bác nào quan tâm thì inbox, có nhu cầu và tin tưởng và ủng hộ bọn em ấy, thì cứ inbox nhé. Từ đếm cất cái mấy cái rổ này đi đã, nặng cực kỳ luôn các bác ạ. Em bê mấy cái sọt này xuống dưới. Rồi, video hôm nay em sẽ mở màn một series mới, tức là series em yêu khoa học các bác nhé. Bắt đầu series đầu tiên sẽ là cái bịch chọc sim này. Các bác thấy nhiều không? Chỗ này là 3.000 cái đấy các bác, bé thôi. Thì trước em gửi hàng ấy, thường em không gửi cái này đâu, nó cũng rẻ thôi, tính ra nó có vài trăm lẻ một cái thôi. Nhưng mà gửi thời gian đầu em gửi ấy, vận chuyển nó hay va đập ấy, tức là không va đập mà nó cọ sát, nó hay làm xước máy, thì em sau em không gửi nó. Thường bảo các bác dùng cái tăm để chọc sim, nhưng mà rồi các bác cũng góp ý là nhiều khi nhận máy ở ngoài đường mở ra xem thì lại không có cái gì để cắm sim ấy. Thôi em lại tiếp thu ý kiến các bác thì lại gửi. Thì hôm nay nhận được cái bịch chọc sim này, em mới có một cái ý định làm một cái video yêu khoa học để giải đáp những cái thắc mắc của các bác. Rất rất nhiều bác hỏi luôn nhá, là anh ơi em lỡ chọc sim nhầm vào lỗ của máy, không biết là có bị làm sao không. Em tìm hiểu thì hình như đấy là lỗ micro, liệu chọc như thế có chết micro không. Thì đây hôm nay em và các bác sẽ cùng mổ xẻ nhé. Và câu trả lời trước cho các bác nào sốt ruột này là yên tâm đi, chọc thoải mái, đừng có đóng đinh vào là được. Thì đây, bắt đầu với những máy dòng họ nhà Trung Quốc này. Con này là con Xiaomi gì đây, chọc này, đây này, lỗ mic như này, các bác vẫn chọc vào được nhé, nhưng nó chỉ vào một tí thôi rồi nó dừng, bác không thể chọc ngập, không thể chọc ngập được cái que sim này đâu. Đây là họ nhà Samsung này, Note 10 này, thì em chọc này, đây là lỗ mic này, đấy, ấn hết cỡ rồi này, thì đo nó chỉ vào được khoảng hơn 1 ly, 1 đến 2 ly gì đấy thôi, bác có nhìn rõ không? Đấy, đây này, trên đây cũng thế nhá, nó còn một cái micro ở trên nữa cơ, đây thì chọc vào này, đấy nó cũng vào khoảng đấy thôi. Vì cái chọc sim, cái lỗ sim này này, nó thường ở cạnh một cái lỗ gì đấy, có những cái đời thì nó lại nằm ở dưới đít này này, các bác nhìn này. Đấy, đây là máy họ nhà Oppo đây, đây này, chọc sim nó đây thì cạnh nó là cái lỗ mic này, thành ra rất nhiều bác chọc nhầm. Nhưng mà các bác nói luôn với các bác là các bác cứ yên tâm đi, vì nếu mà nhầm lẫn mà chết mic nhiều ấy, à chết mic ấy, thì em khẳng định với các bác là các hãng điện thoại bảo hành ốm đòn luôn, nhiều người chọc nhầm lắm, ngay cả em nhiều khi test máy hoa mắt buồn ngủ á, cũng chọc chọc nhầm là bình thường. Đây LG đây, LG thì nó vào sâu hơn một chút, nó vào được khoảng 3 ly, nhưng mà các bác cứ yên tâm nhá, tí nữa em sẽ mổ xẻ cho các bác xem. Đấy, chọc vào đến đây là nó cứ dừng này, trong khi cái khay sim nó nằm bên hông cơ. Rồi đến cả những cái hãng như là Google Pixel đến thế này, Google Pixel thì khay sim nó nằm ở bên hông, bên hông. Cái đèn này hơi chói nhỉ, bật sao cho sáng cái đèn ta,
Cái màu đen này khó quay thế nhở. Đây, em nâng sáng đây đây đây, hơi cháy sáng tí nhưng để nhìn rõ cái. Với Google Pixel thì cái khay SIM nó nằm bên hông. Đây, cái lỗ mic. À, một lỗ mic nó ẩn đi rồi. Trên đầu này nó cũng có một cái lỗ này. Cũng chọc không vào được đâu. Rồi, nói hơi dài hơi lan man thì đây em sẽ mổ xẻ ra một số cái máy chết của bên em. Sẵn đây thì em cho các bác xem nhé. Nốt 10 này, nốt 10 các bác làm rơi vỡ này. Đấy, thay màn cho các bác thì cái màn sát còn lại đây. Rồi S8 từ ngày xưa đây. Cũng có thi thoảng có những con bị bảo hành, cái đấy là không tránh được các bác. Nhưng mà bên em sẵn sàng là đổi máy cho các bác luôn. Thì cái này chết mên. Còn cái màn thì vứt đây, chờ xem có ai hỏng màn thì lại lấy màn thay cho các bác thôi. À, đây là G8 cũng có khách làm rơi vỡ đây. Chết màn rồi. Và bắt đầu từ Samsung nhé. Các bác nhìn này. Đây là lỗ chọc SIM các bác nha, lỗ chọc SIM. Thì các bác nhìn cái micro này. Đấy. Tất cả các micro nó đều nằm trên một phương nằm ngang, các bác hình dung không? Đấy. Chứ nó không không dựng đứng lên để nó úp vào cái lỗ này, cho nên các bác cứ yên tâm mà chọc nhé. Đây là Samsung. Đây là dòng S8 thì nó cũng thế này các bác thấy không? Cái micro của nó này, đây này, cái lỗ micro này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đây, nhấc được cái này ra luôn đấy, để em nhấc cho các bác nhìn nhá. Đấy. Nó nằm song song, nó nằm ngang. Và trong cái lỗ mic này này nó sẽ đi theo hướng là vào trong. Rồi nó sẽ thông lên trên. Nó hình chữ L đấy các bác, nó vào trong này rồi nó lên trên và có một cái micro nó đón âm thanh ở đấy. Với những cái dòng chống nước ấy, còn nốt 10 cũng thế nhá. Những cái dòng chống nước thì nó sẽ có một cái răng ngăn nước này này, các bác nhìn này, có một cái răng ngăn nước. Cái răng này cho âm thanh truyền qua nhưng mà nước không ngấm qua được nhá. Để em bóc ra cho các bác nhìn luôn. Đây. Các bác thấy chưa? Rồi để cái răng này ra một bên nhá. Bây giờ các bác chọc cái sim vào thì nó sẽ như nào? Đây. Thậm chí nó còn chưa vào được bên trong nhá. Không thể vào trong được luôn. Cái lỗ ngoài thì to thôi nhưng mà bên trong nó bị bóp lại để tránh dị vật các thứ lọt vào, nhưng mà nếu các bác cố tình chọc này, các bác cố tình chọc này. Đấy. Cố tình chọc thì nó vẫn vào được và các bác thấy này. Mình nong cái lỗ bên trong ra ấy, thành ra là cái nhựa nó bị lồi lên một tí này. Thì các bác có chọc căng đét ấy, thì nó cũng chỉ vào ở đây thôi. Này, có đóng đinh này. Đấy, đang đóng đinh đấy nhá. Thì nó cũng không thể vào hơn được. Trong trường hợp là gọi là các bác thực sự là muốn phá máy thì đấy, nó cũng chỉ nằm đến đấy thôi. Nó không bao giờ chọc được vào cái linh kiện, cái micro, cái main mạch của máy các bác nhé. Tất nhiên là cái này em thử cho các bác thấy thôi. Chứ còn các bác đừng làm như thế nhé. Đây là câu trả lời cho các bác là chọc nhầm lỗ nó có chết không? Không chết được các bác nhé. Đây, ở trên nó sẽ có một cái micro thứ hai nữa thì nó cũng thế các bác nhé. Đây này. Để em bóc nốt cái này ra cho các bác xem. Đây là cái màng chống nước. Thì đây, chọc này. Đóng đinh này. Đây, nó còn chưa vào được cái đầu bên trong cơ. Thực ra là các nhà sản xuất này người ta cũng tính cả rồi. Trong trường hợp các bác cố đẩy này, cố gắng đẩy này. Đây là bằng cái lực rất là mạnh nha, các bác nhìn này. Đẩy không vào được, phải xoay cơ, phải dụi gọi là dùi cơ. Đấy. Đây thì bắt đầu các bác thấy cái nhựa nó hơi hơi lồi này, cái chỗ này này. Vì chỗ này nó hẹp ấy. Mình nong nó ra thì nó bị lồi cái nhựa lên một tí. Cái này là cái xác chết thì em nghịch cho các bác xem thế nhá. Thì nó vào được, nhưng nó cũng chỉ vào đến cái khoang này thôi. Các bác có đẩy thêm thì nó không vào được nữa. Đấy. Video review khoa học hôm nay nói về vấn đề đấy, chọc nhầm lỗ sim. Chọc sim vào lỗ mic có chết máy hay không? Có chết máy hay không? Câu trả lời là không các bác nhé. Đấy là với nốt 10. Các bác có thể xem những cái video bóc máy iPhone này, LG này, Xiaomi các kiểu. 100% các hãng đều đặt main và linh kiện dọc nằm dài ra theo máy. Cho nên cái việc mình chọc như này này, nó chỉ là song song thôi nhé. Đây, S8. S8 cũng có chống nước rồi nhỉ? Đúng là có chống nước. Thì nó cũng có một cái răng này. Ở trên main, đây, em bóc luôn cái này ra cho các bác xem nhé.
Đấy các bác thấy không? Bán máy các bác cứ kêu lãi, lỡ chết con máy là mất mất một đống tiền đắp chiếu nằm đây đây. S8 thì bọn em lâu lắm rồi cũng không bán, bán từ mấy năm trước rồi, từ 2 năm trước cơ. Nhưng mà vẫn cứ phải để phòng cái xác ở đây. Lỡ có bác gì à, có bác nào hỏng hóc thì còn có sẵn đồ mà thay. Trong trường hợp mà khó thì lên hãng mua. Đây nhá, các bác nhìn này. Cái lỗ mic phụ của nó nằm đây trên đỉnh như này, thì cái micro nó nằm ở ở góc này, nó cũng sẽ giống hệt phần dưới thôi, các bác hiểu chưa? Đây nha, đấy cái micro này nó có một cái lỗ để nó thu âm này, đấy các bác thấy cái lỗ không, để nó đón âm, và cái lỗ đấy nó úp vào cái chỗ này thì mình có đâm thì nó cũng sẽ giống như phần dưới, giống như cái này này, giống như cái này này, thấy chưa, các bác hình dung được chưa? Rồi, sẵn con LG đây. Em sẽ bóc thêm cho các bác xem nhé. Nếu mà các bác tò mò và thích em yêu khoa học ấy, các bác cứ lên YouTube search những cái video bóc máy á. Pixel này, rồi Oppo này, Vivo này, nó cũng thế. Đây, em tháo thử cho các bác nhìn nhé. Thôi tháo cái bo ở dưới đi. Cái phần mic chính nó nằm ở dưới. Em cắt cái video đoạn này đấy nhé. Rồi đây, em vừa tời cái đoạn em tháo cái phần dưới ra. Các bác nhìn này. Đấy, hãng LG nó cũng như thế. iPhone cũng thế các bác nhé. Đây. G8 có chống nước chưa nhỉ? À có, G8 có chống nước. Thì nó cũng chắc là sẽ có răng. Đúng rồi, có một cái lớp răng. Thì các bác nhìn thấy chưa? Đây, em lại chọc vào cho các bác nhìn nhé. Đây nha, chọc vào lỗ mic này. À con này chọc rất dễ, hãng này thì chưa thông minh bằng Samsung. Cái khoảng cách này nó cũng chỉ vào đến cái phần này thôi nhá, là hết này. Các bác có đóng rời đóng đất gì cũng không thể nào xuyên qua được cái khối nhựa nó dày như này đâu. Và bên trong nó còn là cái khung kim loại nữa cơ, các bác nhìn này, khung kim loại bắt ốc này. Đấy, các bác mà cố đóng thì nó chỉ gãy cái này đi thôi. Tất nhiên là có thể gây ra xước máy, hoặc là không may là nó có lực tác động khá mạnh nhá, nó ảnh hưởng đến màn hình. Em vẫn khuyến cáo là các bác không nên nghịch kiểu này. Nó dài hơn của Samsung một chút. Samsung ấy thì chọc. Đây nha, em đo nha, em đo nha. LG làm cái lỗ mic hơi sâu. Đây, đến đây. Của Samsung thì đến đây. Đấy. Vẫn dư ra một đoạn. Chắc là do cái đoạn đoạn đầu mà ông Samsung bóp vào để tránh dị vật đấy. Rồi, video hôm nay ngắn gọn thôi, mang tính chất em yêu khoa học thôi. À, để giải đáp những cái thắc mắc phổ biến của các bác nhé. À, các bác có những cái băn khoăn, cái thắc mắc gì về trong quá trình sử dụng điện thoại ấy, thì cứ comment. Em sẽ tổng hợp ý kiến và biết đâu đấy là một cái ý tưởng để em làm video để chia sẻ những cái thắc mắc của các bác, để làm sáng tỏ, làm rõ ràng cho các bác yên tâm. Hoặc là có thể là những cái băn khoăn của các bác là đúng để mình phân tích, để cho các bác thấy là ừ đúng nên tránh. Rồi, rất mong các bác ủng hộ nhé. Thì máy móc như lúc đầu em quay đấy, rất nhiều và sẵn. À, giá mùa này thì cũng xuống khá nhiều so với thời gian vừa rồi rồi. Rất mong các bạn ủng hộ nhé. Thông tin liên lạc thì ở trên góc này. Đợt này Zalo bắt đầu thu phí và nó bóp bóp tin nhắn từ người lạ, cho nên nếu các bác nhắn tin mà bọn em không nhận được ấy, thì các bác cứ gõ trên Facebook ấy, tiếngphatmobile.com ấy, là ra trang Facebook của bọn em nhé. Nhắn tin trên đấy thì nó nhanh và nó thoải mái hơn. Rồi, rất cảm ơn các bác.